hay em lên YouTube luôn nhá, lên kênh Phan Đà Lạt TV luôn nha. À, có thể cho em hay em có thể đứng ở đây cho anh xin một tấm hình làm hình đại diện video luôn được không? Bởi vì nó cái màu ấy đẹp lắm. À, em cứ đứng đi, đứng đấy anh chụp xin một tấm hình làm đại diện video thôi. Đấy. Thế nha. À, nhìn vào đây nha. Có thể đứng xa xa ra một tí nữa, xa tự nhiên. Rồi, bắt đầu nào. Có thể giơ tay chào khán giả được không? Aha, xin chào cô chú chị và các bạn. Rất vui được gặp lại mọi người video tiếp theo này của Phan Đà Lạt TV. Và hôm nay Phan Đà Lạt lại tiếp tục đến một địa điểm rất là hot trong thời gian vừa rồi, cũng như là dịp cuối năm này, để chia sẻ đến mọi người nhá. Đây, cây cầu này như các video trước các bạn thấy này là không có nước, mà hôm nay tự dưng ấy, chẳng biết sao đám ruộng này nước lại ngập tràn luôn rồi. Ở đây mình đeo đôi giày cao su cho nên là mình xuống được. Đây các bạn xem. Đó, mình đeo đôi giày cao su nên là mình xuống được nhá. Nhiều người đeo giày vải cái đấy cho nên là không xuống được. Ở đây mỗi lần mà khi mà thủy triều xuống ấy các bạn thì sẽ nước sẽ dâng lên như thế này. Đó, đây là ruộng lúa này, rất là đẹp này. Lúa cũng đã trổ rồi. Ở đây khi mà thủy triều mà lên ấy, nó dâng lên, mà khi nào mà thủy triều xuống ấy thì thường là rất là nhiều các bạn trẻ ra đây check in ở đây. Nước rất là mát các bạn ơi. Mình đeo đôi giày này nên là không có sao. Cảm giác giống như là đỉa, nhưng mà ở đây không có đỉa các bạn, không có đỉa. Mình thấy là nhiều những cái con nòng nọc không đó. Có cả ốc các bạn, ốc rất nhiều ốc. Còn đây là những góc check in khi mà mọi người đến thường hay đứng này, hay đứng ở chỗ cánh cửa này các bạn để check in. Góc này mình cũng thấy là đặc biệt là góc này có rất là nhiều các bạn đứng check in ở đây đẹp. Thường thì sau khi hết Tết thì người ta sẽ nhỏ đi. Hoa hướng dương rất là đẹp các bạn. Đó. Đây. Đây. Đẹp. Vẫn là cây cầu đi ngang qua đi vào căn nhà để thay áo dài. Nhà đấy có rất là nhiều người vào đấy để thuê áo dài và cũng như là lên trên lầu 2 trên này để thay. Góc này khi mà các bạn đến thì cũng đừng quên bỏ qua góc này nhé. Bởi vì góc này cũng rất là nhiều những bức hình cực kỳ là đẹp và nổi trội khi mà các bạn đứng check in. Thì đây là một cái điểm rất là đẹp để cho các bạn đứng check in. Ở trên này có rất là nhiều các bạn xinh xắn, các phất cư không ạ? Khi mà lên đây các bạn thoải mái chọn những góc đẹp nhất để các bạn chụp. Ok, đây. Qua đây nha. Đấy, như các bạn thấy là đứng ở đây chụp lên cây cầu rất là đẹp nha. Cho hai em mới lên YouTube luôn, bởi vì quá là đẹp. Hai em lên YouTube luôn nhá, lên kênh Phan Đà Lạt TV luôn nha. À, có thể cho em, hai em có thể đứng ở đây cho anh xin một tấm hình làm hình đại diện video luôn được không? Bởi vì nó cái màu ấy đẹp lắm. À, cứ đứng đi, đứng đấy anh chụp xin một tấm hình làm đại diện video thôi. Đấy, đấy nha.
Nhìn vào đây nha, có thể đứng xa xa ra một tí nữa, xa tự nhiên. Rồi bắt đầu nào, có thể giơ tay chào khán giả được không? Được nha. Chắc hẳn nhiều bạn là sao bảo mình cứ quay địa điểm này nhiều thế, nhưng mà có rất là nhiều cô chú chị và các bạn là kêu mình là quay chi tiết hơn đấy, cho nên là hôm nay mình lại đến để mình quay chia sẻ đến cô chú chị và các bạn chi tiết hơn những góc. Bởi vì hôm nay mình đến lại thấy trang trí rất là nhiều những cái chậu hoa này, hoa kìa đó, rất là nhiều nha. Và hôm nay là ngày thường thôi, ngày thứ ba, nhưng mà còn có rất là nhiều du khách đến. Khi mà các bạn đến đây thì các bạn đừng có bỏ qua cái góc này nhé. Bởi vì góc này mình thấy có rất là nhiều người đứng chụp ở đây, nó cho chúng ta một cái nét, một cái nhìn, cảm giác cổ kính các bạn. Đứng ở đây thì mọi người lại cứ nghĩ là ở Hội An nhưng mà không phải đâu ạ. Đây, đó, đây là những cái căn nhà được trang trí theo phong cách Hội An. Ở bên trong có trưng bày những bộ áo dài của các dân tộc đấy. Bên kia là thấy các cô và các chú là đang đứng rất là nhiều, mặc những bộ áo dài đầy đủ màu sắc. Mọi người đang tấp nập đi chọn những góc chụp hình đẹp cô ạ. Có hai bạn nữ mặc trên mình, khoác trên mình bộ áo dài với màu sắc màu xanh nâu và màu đỏ rất là đẹp, đặc biệt lên hình lại nổi nữa. Như mình chia sẻ với các bạn, đây là đâu? Trong những căn nhà này là trưng bày rất là nhiều áo dài và nón. Đó. Khi mà mọi người đến đây thì mọi người hay ngồi lên đây để check in. Có cả những đôi guốc được làm bằng gỗ nữa, rất là đẹp. Không những có những bộ áo dài đẹp mà ở đây có những góc hoa giấy cho chúng ta màu sắc rất là tươi tắn và cực kỳ là rực sáng. Này các bạn này, đó. Ở đây nhiều bạn này cũng đang đứng để chụp hình check in, rất là đẹp nha, đẹp lắm. Này, một khu tư này, đây luôn mọi người. Mình đang đứng ở cửa sổ đi quay, để mình vào cửa chính. Đó. Đẹp. Em gái rất là xinh luôn. Có sao ra nhanh thế? Yeah. Mọi người cứ vào đi. Mình thấy ở đây có một em gái cực kỳ là xinh xắn và caramel cũng rất là xinh, cho nên là mình tranh thủ mình quay thêm một chút để cho em ấy lên hình. Đó. Đó. Đấy. Khi mọi người đến đây nhớ nha, góc này mình thấy rất là đẹp luôn này. Ở đây còn những bộ che trúc cũng rất là đẹp. Ở đây là chỗ này này mới được sơn lại này các bạn, và mới được đặt một chiếc ghế này để các bạn đến có thể ngồi đa dạng những góc check in hơn. Đây có các bạn mới chụp xong. Đó. Rồi, góc này mình quay qua bên này mọi người thấy sáng không? Đẹp nhỉ? Khi mà đứng ở đây chúng ta sẽ nhìn được toàn bộ quang cảnh khu vực của cái hồ này. Đó.
Hôm nay kiểu là nước nước đục hay là cá đói rồi đấy mà nó thi nhau nó lên. Ở đây nhiều người đứng bởi vì mình có góc góc này có những cái gốc cây bóng mát. Ở đây có những cái gốc hoa, những cái cành hoa được trang trí trên một chiếc xe đạp. Khi mà đến đây mọi người có thể đứng vào xe đạp để check in nhé. Đấy, đây là phong cách Đà Lạt đã xuất hiện ở tại đây. Đấy. Xe máy thì thấy là xếp kín ở ngoài này, cho dù là ngày thường nhé. Hôm nay chẳng biết sao cái cửa này lại đóng, cửa chính lại đóng. Mình không biết sao, hay là người ta đang trùng tu ở bên trong mình không biết. Rồi nó bị nứt màn hình rồi chị ơi. Khi mà đến đây thì mọi người sẽ thấy là chiếc thuyền này được rất là nhiều du khách đến đây ai cũng ngồi lên trên để check in. Nhưng mà khi mà các bạn ngồi thì các bạn hết sức chú ý nhé, bởi vì thuyền có thể nghiêng bên này nghiêng bên kia. Đó. Và thuyền ở dưới đáy thuyền bên trong thuyền cũng rất là trơn bởi vì mình thấy là mọc rất là nhiều rêu. Các bạn lên thuyền các bạn hết sức chú ý nhá. Trước mắt các bạn là căn nhà số 8 là nơi dành cho các bạn khi mà đến có nhu cầu thuê áo dài nhé. Thì các bạn vào trong thuê áo dài, có cả áo nam áo nữ đầy đủ màu sắc cho các bạn. Ở đây thì hiện tại cũng có nhiều bạn thuê đang ngủ. Mình không có vào bên trong nhưng mà các bạn sẽ thấy là bên khi mà vào các bạn sẽ thấy bên trong có rất là nhiều những bộ áo dài đầy đủ màu sắc. Ở đây có cả những bụi tre nghe từ tiếng chim hót rì rào. Ở đây có những cái nồi hay là gì đấy mình cũng không biết nhưng mà mình thấy rất là độc lạ. Có cả những chiếc hồ lô nữa các bạn. Rất là kỳ lạ nhá. Có cả những chú lợn đã được để rất lâu đời mà không thấy có lỗ nào. À đây có lỗ đây, không biết bên trong có tiền. Đây có lẽ là những cái nồi nấu thì từ ngày xưa gì đấy. Đây là một cái khu bếp khi rửa tay. Khi mà đến đây thì các bạn cũng có thể ghé vào khu vực chợ quê này. Ở chợ quê có bán rất là nhiều chè này, đồ nướng các bạn. Cho các bạn thoải mái lựa chọn. Cát thì các bạn có thể gọi đồ uống các bạn. Nếu đói các bạn có thể gọi đồ ăn. Bên này mình thấy có rất là nhiều đồ ăn. Đó. Có rất là nhiều đồ nướng cho các bạn lựa chọn. Có thịt nướng nữa này, đấy, sườn nướng này. Đầy đủ món cho các bạn nhá. Thì bây giờ mình đã mua được một ly chè rồi. Mình đi từ nãy giờ cũng khá là mệt rồi các bạn. Giờ mình sẽ ăn chè. Mình sẽ tìm một cái bàn để mình ngồi ăn chè nhá. Bên này mình thấy là có ghế trống. Mình sẽ qua đây. Cho mình ăn chè thế các bạn. Qua bên này. Ở đây mình cũng có thấy có bàn có các bạn ngồi ăn chè. Không biết mình ngồi ăn ở đâu. Đây đó. Mình để nhờ đây một chút. Mình mới mua đi chè. Giờ mình ngồi ăn xong rồi mình sẽ tiếp tục di chuyển. Nhiều cô chú anh chị có nhắn cho Phan Hà Đạt kêu đến quay chi tiết thì hôm nay Phan đã đến quay chi tiết. Còn các video đợt trước dài hơn video này thì Phan Hà Đạt cũng đã chia sẻ rồi. Video trước là mọi người đến là thấy kín người thôi. Hôm nay là ngày thường nhưng mà đến rất rất là đông. Mời mọi người nha.
Anh đang gọi một ly chè thập cẩm. Mày người. Ốc sữa tươi các bạn. Mát. Ở sau chỗ mình ngồi là một cái rạch các bạn. Hiện tại là nước xuống. Chè ở đây ăn rất là ngon. Các bạn đến đây khi mà các bạn khác từ các bạn ra khu vực ngoài này, tên là chợ quê, để các bạn mua đồ ăn thức uống bán nhiều lắm. Ngồi ở đây không khí mát nữa. Chè này các bạn. Nhiều quá. Mát. Thì video của mình đến đây là chia sẻ như cô chú anh chị các bạn nhắn tin ấy. Thì cảm ơn cô chú anh chị các bạn rất là nhiều đã xem video của Phan Đà Lạt nhé. Video ở đây cũng khá là dài, tức là cũng phải kết thúc video ở đây rồi, ăn hết ly chè này rồi tiếp tục di chuyển đi địa điểm khác để quay chia sẻ đến cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị các bạn nào quan tâm đến địa điểm du lịch này, đặc biệt là vào dịp cuối năm này, những địa điểm mà đang hot ở tại Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương hay là bất cứ đâu ấy, thì đừng quên để lại tin nhắn bình luận bên dưới video nhé. Phan Đà Lạt sẽ đến để quay chia sẻ đến mọi người. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đừng quên đăng ký kênh ra chia sẻ của Phan Đà Lạt để chúng ta có những video tiếp theo nhé. Bye bye và hẹn gặp lại.